Tôi thật sự rất là hâm mộ Chillout, tại vì nhà sản xuất này quan tâm đến người Việt mình, thì tôi thấy là đa số game này nó cũng có ngôn ngữ tiếng Việt. Và đó là cái điều rất là hay khi mà chơi Chillout. Chúng ta có chia sách xuân ngày hôm nay và không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ chơi từ đầu. Và mình là MZ, trên kênh của mình chủ yếu sẽ làm nội dung về kinh dị và review. Lâu lâu thì mình có thể sẽ livestream, và nếu anh em nào quan tâm thì có thể cho tôi xin một like với một đăng ký kênh để tạo động lực cho tôi phát triển mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn. Vô 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 vô. Này, đã có kế hoạch gì mới chưa? Một công ty sản xuất phim ảnh cỡ nhỏ như chúng ta thì phải luôn làm ra thứ gì đó mới, hiểu chưa? Mày còn trẻ, phải biết dùng chân. Dạo này có hay tìm kiếm những thông tin hay trend gì đó không? Dạ không. Chết rồi. Mình đáp cái câu này không biết có bị chửi rồi. Câu chuyện của chúng ta sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Khi mà đọc câu này là thừa biết là câu chuyện của chúng ta, công việc của chúng ta sắp tới sẽ làm gì. Mà thì là dễ đoán nha. Thành phố Oo, tỉnh Oo là gì nhờ? Có vẻ khá kỳ bí đấy. Hả, chẳng lẽ em phải tự đi đến đó sao? Không là mày thì là ai hả? Đừng quên cầm theo camera đấy. Không quay được cảnh phim nào hay thì đừng hòng vác mặt về đây. Rồi, câu chuyện của chúng ta sẽ đi đến một căn nhà bị bỏ hoang để quay phim, và đem những cái thước phim đó về cho sếp. Ồ, gameplay của Chillout đợt này khá mượt. Đồ họa bắt đầu là có cải tiến rồi anh em à. Công việc của chúng ta là sẽ đi thu thập những cái thước phim ở trong cái căn nhà bị bỏ hoang này và đem về cho sếp. Cái cảm giác làm nhân viên của công ty sản xuất phim ấy, tự nhiên xui xui có mấy cái strand mà đi đến căn nhà hoang ấy. Mới vô trời, sao mỗi lần mà tôi đang nói chuyện ấy, và tôi vừa thao tác có cái gì nó đập vô là bị giật mình liền à. Kiểu mình đang tập trung nói chuyện ấy. Sao tôi cứ nghe có mấy cái tiếng lục đục ở trong cái căn nhà này thế nhờ? Thật sự là Chulat đợt này nó không còn là sát nhân hay là một kẻ biến thái gì đó. Đợt này là ma rồi nè mà. Cái này vệt máu hay là bùn lầy đấy? Nhìn thì trông giống bùn lầy ấy, nhưng mà linh cảm của tôi cứ cảm giác đấy là máu. Đây đúng thật là một căn nhà bị bỏ hoang rồi. Sao tôi có nghe có cái tiếng gì giống như là có ai trên lầu đang di chuyển những cái đồ vật qua lại. Ví dụ như tiếng gì đấy? Tiếng nước chảy à? Ủa, mình thấy được bản thân mình này. Cameraman, cái tiếng nó phát ra ở đâu vậy? Ở trong cái máy giặt đồ này à? Cửa nhà tắm bị khóa. Cái tiếng nó càng ngày càng lớn ta. Cái cửa, cửa này tôi nhớ tôi đâu có đóng đâu ta. Game Chisatsu đợt này của Chillout nó thật tế, tại vì ngoài đời cũng từng có cái vụ đi khám phá nhà hoang kiểu như thế này rồi, và tôi nghĩ là tôi chỉ cầm máy quay rồi đi quay những cái cảnh ở trong nhà thôi. Ví dụ như là ở đây có tóc à, tóc của ai bị mắc vào cái máy lạnh này, tóc ai nhỉ, mà tóc dài nữa chứ. Thôi cứ quay đi, quay nè, đó đang quay nè. Đó. Ồ, hình ở đây. Thôi, bức hình này quá ghê anh em à.
mình ở nhà bình thường đi, mình ở nhà bình thường không bị bỏ hoang đi mà thấy mấy bức hình đó là mình cũng đủ mất ngủ rồi, làm sao để đi vô bên trong đây nhờ? Ở đây có cửa hay cái gì không nhờ? Đây, trong này có một cuốn băng với một cái mảnh của tờ báo bị xé ra. Thông tin ở trên này toàn tiếng Nhật. Anh em nhìn được cái hình này là hình gì không? Tôi nhìn trông giống như là hoa vậy. Sao đèn pin? Ra là cái máy phát băng nó nằm ở dưới này, loay hoay đi kiếm nãy giờ. Ok, chúng ta sẽ coi những thước phim thập niên 90, coi xem coi nó có để lại ấn tượng gì cho mình không. Ồ, đây là quá khứ ở trong căn nhà này. Có hai người đã khuất. Sao che mặt thế này? Thánh giá. Vậy là nhà này đảo chúa. Nghe tiếng ai bên này nhỉ? Ồ, vậy ra đây là quá khứ của căn nhà này. Gì vậy? Có thứ gì trong này à? Cái gì đấy? Ủa, tôi không nhìn ra được cái đó là gì luôn ấy. Nói chung là xác của một con gì đó. Có một con quạ. Con quạ hay con chim đây? Con quạ thì nó màu đen. Rồi chúng ta sẽ làm những cái nghi thức. Ồ, chúng ta sẽ chôn chim. Nãy bới lâu dữ. Gì đấy? Sao ba chấm rồi? Có ai đó sau lưng mình à? Có nên đi qua bên đó không nhờ? Ô, tôi nghĩ là nên đấy. Sao cái đèn pin nó kiểu nó cứ bị chậm một nhịp ấy? Và mỗi lần nó bị chậm một nhịp như thế là không thấy gì hết. Hay là cứ để cho cam nó thuận theo tự nhiên nhờ? Đấy. Được đấy. Đúng lúc ta đang đói. Cho ta cái gì nào? Mùi thơm đấy. Mùi của cái chết. Nhanh đem nó cho ta đi. Ê, con chim. Cái gì đấy, cái gì đấy? Sao cái này tự động lăn ở đây vậy? Nè, ăn chim đi nè. Không biết nó có chơi không nữa. Ồ, hình như có gì đó ở chỗ khi nãy. Một cái cuốn băng. Ồ, ai đấy? Cái cảm giác này nó khó tả lắm. Người này người còn sống hay là người đã... biến mất rồi anh em à? Biến mất rồi. À, có cái cuốn băng ở đó thiệt kìa. Đây, tôi nghĩ là đường này nó sẽ dẫn ra ngoài này. Bởi vậy tôi nghi lắm, tôi thấy hàng nhân vật chính nó
Nó khẩn khẩn mấy nhịp là tôi nghi là sẽ có cái gì đó rồi. Kinh hãi. Tôi tập trung vào việc chính, tôi không dám kiểu đảo mắt nhìn xung quanh, kiểu cứ sợ là sẽ thấy thứ gì đó mà mình không muốn thấy. Đây là cuốn băng thứ hai này. Đem cho cái thằng ở dưới lỗ này đầu con cá chép, kiếm đâu ra con cá chép nhờ. Tôi nghĩ là ở nhà, ở trong cái khu nhà này sẽ có một cái ao, có lẽ là đây. Ồ, bây giờ chúng ta đang câu cá. Rồi dính rồi kìa, dính cá chép rồi kìa. Có cần phải gọi là phanh thay con cá chép không nhờ? Hay là quăng thẳng con cá chép vô luôn ta? Đâu để thử quăng thẳng vô con này nó chịu không? Nhờ ai? Ở đây có đầu bếp này. Cậu có gì đấy? Này cậu mang gì? Này cậu mang gì theo đấy? Cậu muốn nhờ tôi chặt đầu nó à? Đừng đem thứ đó đến đây. Nhanh vứt nó đi. Ồ, vậy là tự tay tôi sẽ làm vụ này. Ủa, sao nhiều cá chép vậy? Này, ở dưới sàn này toàn là thân của con, những con cá chép khác nhưng mà lại không có đầu. Lỡ bây giờ tôi bị người nhà thấy thì có sao không ta? Cái thằng ở dưới cái hố này là quỷ à? Tôi nghĩ là quỷ. Hết phim rồi đây mà. Tiếng ai đây? Từ từ, ở đây có một cái cuốn băng này. Ở căn phòng này, căn phòng nào ta? Tôi rất là sợ cái cảm giác phải đi mò. Đây, chắc chắn là trong căn phòng này. Có con mana cánh đây này. Sao tôi nghe cái tiếng ấy nó càng ngày càng gần ấy. Ôi, có cái chân ở trên. Sao tối thui rồi? Nói cái gì mà không nghe thấy gì hết vậy? Có cái tiếng gì đó, giọng của thằng nào ấy, nghe không rõ. Vừa có một cái sự kiện gì đó xảy ra.
mannequin này nó được đặt ở đây từ khi nào vậy? Cái pha nãy tôi nó thì tôi chả thấy gì hết. Ô, người mẹ này. Tôi nghĩ đây là người mẹ. Người đàn bà chứ. Người đàn bà đang ngủ. Thiệt là ngủ không vậy? Ô. Sao cái màu đen này nó bị... Ủa sao có cái miếng màu đen này ở đây ta? Nó che cái gì ở đây vậy? Ồ, vậy là người đàn bà đã đi bán muối rồi đây mà. Người đàn ông có lẽ là người chồng đang khóc. Xót thương vì sự ra đi đột ngột của người vợ. Đang nhìn mình, người đàn ông đang nhìn mình. Tại sao lại nhìn mình nhờ? Ô. Ủa, tôi quay về thực tại chưa ta? Con búp bê này gắn tóc của bà già vào rồi đem ra đây. Tôi đang thắc mắc mình là gì đối với hai ông bà kia, hay là người hàng hàng con trai nhỉ? Gắn tóc của bà kia vào. Quá khứ ở căn nhà này nó bi kịch phết đấy. Tôi đang là thằng men chính đi quay phim ở căn nhà bị bỏ hoang này, và phát hiện ra những cái cuốn băng và vô tình xem được quá khứ của căn nhà này, thì tôi đang thắc mắc cái thằng ở trong quá khứ là gì của hai ông bà kia, tại vì hồi nãy lúc xưng hô thì xưng bằng cậu chứ không phải xưng bằng con. Cảm giác giống như thằng này đang bị sai khiến. Mà thiệt là nó bị sai khiến thiệt. Tôi còn chả biết cái thằng ở dưới cái hố kia là gì. Kiểu kêu thằng này làm gì là nó làm ngay. Thôi thì cứ thuận theo vậy. Để búp bê có tóc. Bây giờ tôi phải đi kiếm con búp bê. Ờ, ngay đây luôn này. Hình như tôi vừa mới thấy một cái chùm tóc rất là dài anh em à. Ồ, vậy là cái bàn này là nơi mà người đàn bà đã đi bán muối. Bà đang ngủ ở ngay cái bàn này trong căn phòng này luôn. Bây giờ bí bách nha. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp nha? Tôi nghĩ là nó sẽ liên quan đến búp bê. Và ở đây có thêm một con búp bê nữa này. Ôi sao cái cửa này nó mở ra vậy? Điều đó minh chứng cho việc là tôi phải đi ra ngoài. Không.
Sao cái đèn tôi nó tối thui vậy? Đây trong này có thêm một con nữa này. Vậy là tôi chắc chắn một điều là chúng ta sẽ đi tìm những con búp bê rải rác trong cái căn nhà này. Và tới bước đầu của chúng. Tôi nghĩ vậy. Ơ, trong này này. Hên quá không. Ai chạy trên lầu vậy? Có người chạy trên lầu. Đây. Ơi là trời. Ai đặt con này ở đây ấy nhờ? Rồi con này đặt ở đây nó chặn luôn hai đường đi. Vậy là chứng tỏ nó không muốn tôi ra ngoài. Ok. Cái này là chân của ai hả? Có ai đứng sau mày này hả? Ờ thì này, này là chân của ai này? Ờ thiệt anh em à, thì là có người ở đây. Nãy giờ tôi cứ tưởng đâu là cái gì nó lò ra. Ây da, cái chân. Ồ vậy là tôi vừa mới đứng kế một thằng nào ấy. Và may mắn và trộm vía thay là nó không làm gì mình. Còn một con búp bê nữa ở đâu ta? Ủa cái đường này lạ nhờ. Đây. Tôi nghĩ là đủ rồi đấy. Tôi vẫn còn buồn cười cái thằng đứng ở đây. Wow. Wow. Có một cái chìa khóa ở trên đầu con búp bê. Chìa khóa này tôi nghĩ là mở cái cửa tầng trên. Nhà này tôi để ý á, có hai chỗ bị khóa là cái cửa nhà tắm với lại cửa tầng trên. Thì tôi nghĩ là thôi mình đánh vào cửa tầng trên đi. Tôi cảm giác tôi vừa mới đi một vòng ấy. Ồ đúng luôn nè. Ôi, nhiều búp bê thế. Ôi, chẳng có cuốn băng. Đây, đây là thứ mà tôi cần. Đèn pin tôi tắt rồi. Tiếng gì đấy? Có một con búp bê ở ngoài. Mắt của nó khá đỏ. Ủa?
Rén thiệt. Tôi đoán đâu vậy? Ồ, thằng này có vẻ nó đang leo lên. The hell? Wow, giờ tôi mới biết ở dưới nhà này là một cái hầm bự luôn ấy. Một cái hang chứ. Đèn tôi lại tắt rồi. Trong ông ta không còn sinh khí nữa. Chắc là chết trong lúc tắm. Đúng lúc lắm. Cầm móng tay ông ta rồi đem cho ta. Đây. Ông này đeo kính râm mà. Hồi nãy nó kêu cắt móng tay hay cắt ngón tay? À, cắt móng rồi này mà, cắt móng. Nhìn nó cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Thiệt, ghê thiệt. Tôi cảm giác cái thằng ở dưới hang là người sát hại cái gia đình này. Mặc dù tôi không biết thằng đấy là thằng nào. Gì vậy? Trời, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Sao nó lại che nhờ? Ra hỏng biển rồi. Thôi thôi, nó chưa hỏng hỏng rồi. Giờ ra hỏng nó cũng che, cũng như không à. Sao game này lại bị che đen ấy nhờ? Tò mò vậy. Bây giờ đi vô toilet. Tại vì trong toilet tôi nghĩ là có cái gì đó ở trong bồn tắm. Chisatsu đợt này của Chirat. Kinh phết. Ở dưới đây có gì à? Tôi vừa mới xả nước này. Ở dưới đây đúng luôn có một cái cuốn băng. Ai khóa cửa rồi? Nào khóa cửa đi. Ôi giời. Nó giấu luôn cái máy phát băng rồi trời. Tính làm khó làm dễ. Tôi đến chừng nào đây? Sợ trời. Ở đây có ba cái bịch rác này. Wow. Có một cái đường dẫn xuống hang ở đây mà. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống hang. Cái cuộn băng trước đó là thằng kia nó đang leo lên. Còn bây giờ ở thời điểm hiện tại là tôi đang leo xuống. Không lẽ nó giấu cái máy phát băng ở dưới hang này à? Có ai không? Tôi đang đi theo đường dây điện. Ở đây có khá là nhiều
thánh giá, cảm giác tượng trưng cho bốn người đã bị chôn ở dưới này. Không phải bốn nữa mà nhiều lắm. Nhà này đảo chúa thiệt rồi anh em à. Gì trời, lật ngược hết tất cả các cây thánh giá trong nhà đi. Thằng này nó tính thao túng mình đến khi nào nhờ? Tại vì cái việc mà lật ngược mấy cây thánh giá ở trong nhà ấy, nó giống như là giải thoát cho cái thằng ở trong hang ấy. Cái thằng mà nó đang thao túng tôi ấy. Bây giờ tôi chắc chắn luôn, mình mà đi lật ngược mấy cây thánh giá trong nhà là giải thoát cho nó. Ô nhà này xài toilet hiện đại phết, đúng Nhật Bản. Một cây này lật ngược kiểu này là ghê lắm. Hai cây, quả ba trong nhà luôn anh em à. Cái thằng này nó bị thao túng thiệt rồi, hết cứu rồi. Giờ cái thằng trong hang bảo gì làm đấy. Cái cây này là có tóc nhờ. Ở đây còn có cả cái gì màu đen này. Trời sao nhiều tóc vậy. Tôi cứ bị nổi da gà khi thấy mấy cái cọng tóc này ấy. Thậm chí là một chùm luôn á, chứ không phải là mấy cọng nữa. Chết rồi, tôi quên đếm rồi. Vì sao con búp bê nào cũng nhìn về phía cái thánh giá vậy? Ôi, nhìn búp bê thế. Búp bê nó đứng ngập ở ngoài này. À đây, ra mở cửa này mới đúng. Trời, nguyên con búp bê bự luôn. À đây, hình như đây là cây cuối cùng. À! Đây, nhạc tắt rồi. Tôi nghĩ là đủ KPI để quay về đấy. Thực sự không muốn ở đây nữa. Biết quá nhiều rồi. Biết càng nhiều thì nó lại càng không hay. Tại sao ban đầu thằng này nó không vô đây đảo vòng quanh nhà rồi đi về nhờ. Tôi nghĩ là vậy KPI đủ rồi. Đào đúng sâu luôn á. Thậm chí là đào xuống tới đây luôn rồi này. Giờ tôi không biết tôi còn cơ hội để quay về không ấy. Sợ nha. Không mở được cái cửa trên anh em à. Ồ, chúng ta sẽ bò vô trong đây. Tối quá. Wow. Wow. Ủa, tôi tưởng đâu thằng nào chứ. Một người đàn ông à. Trời ơi, thoát cả khỏi kiếp nạn chưa trời.
Đâu. Ôi, từ từ. Ý xích rồi. Chạy lẹ. Sợ quá trời sợ rồi. Đu về lãnh lương. Ồ, chạy tốc độ khá cao ấy. Đường này giống như là đường đèo. Ồ, sao lại dừng xe á? Ồ, có một cái cây nó chặn giữa đường. Thằng nào làm nên cái trò đấy nhờ? Rồi chết tôi rồi anh em ơi. Hào quang nhân vật chính. Thế là hết. Thiệt luôn. Nó đưa tôi quay về. Thằng này nó đang làm cái gì nhờ? Ồ, tôi tưởng đâu. Ồ, vậy nếu vậy là cái khu căn nhà bị bỏ hoang này vẫn có người sống nha. Toàn là màu đỏ không. Mang đến nhanh nào. Khoan, trước khi thằng men chính tới là đã có một thằng đã tới đây trước rồi và bị thao túng. Vậy là cái con quỷ đó nó vẫn ở đây. Rồi vậy là hào quang nhân vật chính của mình. Game này tôi không biết ai nhân vật chính nữa. Này, nhân vật chính nè. Chống bạch này nè. Tại vì tôi quên mất cái tình tiết ban đầu á, là thằng sếp nó bảo là căn nhà này đang trend, đang xu hướng. Cho nên nhiều người tới, là đúng thiệt, nhiều người tới thiệt. Bây giờ tôi đang trong vai một cái thằng cũng là quay phim luôn. Chắc là những con người đi bắt trend. Đi đu trend nè. Cái kết là giờ nguyên cái bịch. Ơ? Chưa hết à?
Một đoạn phim khá đáng sợ đấy. Nhưng nó cũng chẳng hay mấy nhỉ. Nhưng mà ai đã quay lại những cảnh này nhỉ? Không biết là ai nhỉ? Đoạn phim này được gửi thẳng đến công ty. Có khi nào là cậu đồng nghiệp dạo này nghỉ việc không? À, có khi là thằng đó rồi. Ta đã bảo nó bằng mọi giá phải làm nên việc. Đã dặn là đem cho ta trực tiếp chứ không phải là gửi đến công ty mà. Nhưng mà đoạn cuối, từ lúc cậu ấy đi quay phim căn nhà này, cậu ấy không còn quay lại làm việc nữa đúng không? Không không, mày nói gì đấy? Này thì chắc chắn là ai đó đã chỉnh sửa lại rồi mà. Dâm ba cái đồ fake thôi. Dẹp bỏ mấy thứ này đi nhé. Đúng là như vậy nhỉ, em xin lỗi. Mong rằng cậu ấy sẽ sớm quay trở lại làm việc. Vậy em xin phép đi vệ sinh. À, nhớ quay lại nhanh để còn bàn kế hoạch sắp tới đấy. Ồ, chưa hết à? Nhiều bí ẩn nhờ. Gì đấy? Ơ? Ơ? Okay. Đấy mới đúng là cái kết của Chisatsu. Từ đầu đến giờ, game đến đây hết rồi anh em à. Và bài học rút ra đây là đừng bao giờ đi đến những chỗ bị bỏ hoang.